Xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với kênh Tài chính tỉnh thức của FCI. Mình là Đức Nguyễn. Khi mà chúng ta bước vào tài chính cá nhân, một cái từ mà mình được nghe lặp đi lặp lại rất là nhiều, đó là chữ tự do tài chính. Vậy thì cái tự do tài chính nó là gì? Mọi người thử nhớ lại xem mình đã từng gặp cái chữ này ở đâu, và khi nhắc tới cái chữ này thì chúng ta nghĩ tới điều gì, chúng ta suy nghĩ nó ra sao, tự do tài chính là cái gì. Đừng vội tin ông Đức, quan sát trong cuộc sống của mình và ngẫm và nghiệm lại xem những cái thứ ông nói, Đức nói, nó có đúng hay không. Và khi mọi người đã hiểu rồi, mọi người nhận diện nó và quan sát nó, thì hôm sau Đức sẽ chia sẻ cho mọi người cái gọi là cái chiến thuật để mà mình có thể vượt qua nó. Lý do tại sao ông Đức lại nói tới chuyện này, bởi vì mọi người thấy lạ không? Những cái người mà chuyện làm về chuyên gia tài chính, làm về mảng tài chính, họ sẽ thông thường họ sẽ chia sẻ về kinh tế, về tài chính, về đầu tư, về mua con gì, về bán con gì, về tiết kiệm ra sao mọi thứ. Ông Đức lại đi nói mấy cái này. Thật ra là một phần là trước kia Đức cũng từng làm wealth advisor, tức là Đức làm về mảng tư vấn tài chính. Và Đức phát hiện ra có điều là gì? Thật ra những sản phẩm tài chính ở ngoài kia nó sẵn hết cho tất cả mọi người, và tất cả chúng ta đều tiếp cận được những sản phẩm tài chính đó y như nhau. Kiến thức tài chính cũng vậy. Thật ra ở trong thời này, chúng ta chưa bao giờ chúng ta bị thiếu kiến thức tài chính. Tất cả những anh chị đang xem chương trình này, cũng như là khi mà xem lại, ngẫm lại xem, thật ra chúng ta ở thời này là chúng ta bị dư thừa kiến thức, chứ chúng ta không hề bị thiếu kiến thức. Và lúc nào chúng ta thiếu, lúc nào có cái smartphone, chúng ta có thể kết nối với là cái thư viện của toàn cầu, tất cả mọi thông tin chúng ta cần. Nhưng mà cái thứ thực sự nó khác biệt, đó là gì? Đó là chúng ta phải biến được những cái kiến thức đó thành hành động thực tế của mình. Và chỉ có cái hành động thực tế đó mới là cái thứ nó mang lại cho chúng ta kết quả. Cho nên là giữa một cái việc, ví dụ Đức phím cho mọi người đợt trước, thật ra Đức cũng gọi là công khai, Đức gửi email cho mọi người về, Đức nói về vàng, về bạc khi nó ở những cái giá rất là tốt. Nhưng mà có bao nhiêu người biến được những cái hiểu biết đó thành cái cơ hội lợi nhuận thực sự của mình không? Rất là khó. Cho nên là trong cái quyển truyện Bí mật của sự may mắn á, cái câu kết cuối cùng đó là gì? Hạt mầm may mắn mưa trên toàn vương quốc, nhưng chỉ xuống cái mảnh đất được chuẩn bị kỹ càng của chàng hoàng tử mới nở, mới nảy mầm nở lên thành cái may mắn. Tức là cơ hội đôi khi nó đến với tất cả mọi người, nhưng mà chỉ đến với ai đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để hành động biến cái cơ hội đó thành cái kết quả thực sự của mình. Vậy thì cái năng lực hành động nó là cái thứ cực kỳ khó, nên để hình thành năng lực mới nó cũng là một bước. Đó là lý do tại sao mà Đức đi đến đầu là Đức phát hiện ra là cái việc mà mình tư vấn cho những cái người về những cơ hội đầu tư đó, nó đúng. Tuy nhiên cái việc đó thật ra nó chỉ dành cho những người gọi là high net worth, tức là những người mà họ đã có rất là nhiều tiền rồi, họ đã có kiến thức rồi. Cái việc của họ chỉ là gì? Anh không có thời gian để anh tìm hiểu, mà hãy chia sẻ cho anh một cơ hội, chia sẻ và trình bày cho anh, và đó anh sẽ cân nhắc xem anh có nên đầu tư hay không. Đó là dành với những người giàu và rất giàu rồi. Còn phần lớn mọi người, thật ra cái mà mọi người vẫn hàng ngày mọi người thích hơn đó là được phím hàng. Nhưng thật ra cái phím hàng đó là cái cực kỳ nguy hiểm. Kể cả ví dụ chúng ta tham gia vào những đội nhóm, chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta đi theo những chuyên gia, và kể cả chuyên gia đó là người cực kỳ tài giỏi, họ có thể phím cho chúng ta hàng tốt luôn, thì cái việc họ phím cho chúng ta đó nó vẫn gây ra nguy hại cho chúng ta nhiều hơn là mang lại lợi lộc cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề là khi mà chúng ta được nghe phím hàng á, thì dần dần chúng ta mất cái tư duy để mà chúng ta có thể tìm hiểu ra được cái loại hàng đó. Tức là chúng ta dần dần chúng ta trở thành con gà què ở quận cối xay. Nhưng mà quan trọng là họ phím chúng ta là một chuyện, nhưng mà chúng ta làm gì với cái đó nó là một chuyện khác. Bởi vì ví dụ vàng có thể nó là cơ hội với Đức. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái cơ cấu tài sản của Đức nó phù hợp, bởi vì Đức đã cơ cấu tài sản xong rồi. Hoặc là thứ hai, phím mua là một chuyện, nhưng mà phím bán người ta có làm được hay không? Bán ở mỗi người cái năng lực nó khác nhau, và cái tình trạng tài chính, cái mối quan hệ cảm xúc khác nhau, chúng ta sẽ có cảm nhận khác nhau. Và như lúc nãy Đức chia sẻ đó, khi mà chúng ta có cảm nhận, chúng ta có tư duy khác nhau và chúng ta có cảm xúc khác nhau thì hành động chúng ta nó sẽ khác nhau. Ở trong đầu tư, trong tài chính đó, nó là một hành trình, mà cái hành trình này đôi khi cái phần thưởng lớn nhất nó không phải là tiền, mà phần thưởng lớn nhất đó là những cái trải nghiệm chúng ta có và cái năng lực mà chúng ta tích lũy được. Như vậy thì khi mà chúng ta đưa tiền cho chúng ta ai đó đầu tư, hoặc chúng ta nghe những cái điều đó, thì chúng ta lại thưởng tất cả những cái phần thưởng đó cho một người khác. Mà khi mà chỉ cần thời thế nó thay đổi một xíu thôi, thì tất cả những thứ gì chúng ta kiếm được, đôi khi kiếm củi 3 năm nó thiêu 1 giờ. Mọi người đều nghĩ rằng là gì? Một trong những cái đích đến trong tài chính cá nhân đó, đó chính là tự do tài chính. Vậy tự do tài chính là gì?
tự do tài chính thì chúng ta có thể search Google mà nó có ra rất nhiều định nghĩa. Một trong những định nghĩa mà chúng ta thấy nó phổ biến, tương đối phổ biến, đó là khi chúng ta có được một nguồn thu nhập thụ động đủ lớn hơn cái mức chi tiêu cơ bản của mình thì nó được gọi là một mức tự do tài chính đầu tiên. Tức là nghĩa là gì? Tức là khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta dừng lại công việc hiện tại chúng ta đang làm chủ động, công việc hiện tại chúng ta đang làm chủ động là công việc mà chúng ta đang đi đánh đổi thời gian và trí tuệ của mình để mà chúng ta đổi lấy tiền. Và sau đó từ tiền đó chúng ta lại đi mua những cái vật mà do người khác họ đánh đổi thời gian và trí tuệ của họ. Và tiền nó là vật trung gian. Thật ra chúng ta khi chúng ta mua một cái thứ gì đó, cái thứ chúng ta thực sự mua đó, đó chính là cái thời gian và trí tuệ của mình. Mọi người tưởng tượng đi, ví dụ chúng ta mua cái iPhone, chúng ta nói chúng ta mua bằng tiền nhưng thật ra không phải. Cái thứ thực sự là, để ví dụ mua cái iPhone 30 triệu, ví dụ lương của một bạn nào đó, lương của Đức ở đây đi, là 30 triệu, có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang đánh đổi 20-22 ngày công của Đức ở công ty và công sức của mình và trí tuệ của mình để chúng ta đổi cái iPhone này. Và iPhone này được làm ra bởi công sức trí tuệ của bao nhiêu người đó, và nó làm ra và chúng ta đổi với nhau. Nhưng mà chúng ta khó đổi ngang hàng nữa, ở giữa nó là tiền, tiền nó đổi ngang hàng. Vậy thì một trong những cái công thức của tự do tài chính đó là gì? Một trong những định nghĩa thôi, đó là khi chúng ta có được cái nguồn thu nhập thụ động đủ lớn hơn cái chi tiêu cơ bản của mình. Vậy thì cái mức thu nhập thụ động đó thông thường đến từ đâu? Là thu nhập thụ động đó thông thường nó có nhiều nguồn, nhưng mà một trong những cái nguồn mà chúng ta hay được định nghĩa nhất đó là đến từ tài sản. Như vậy thì tài sản này bao nhiêu thì là đủ? Thì đơn giản thôi, với lại người ta hay dùng quy tắc 4% đó, thì thông thường chúng ta có thể nói rằng là gì? Khi chúng ta có một cái lượng tài sản khoảng chừng gấp 25 lần chi tiêu của chúng ta một năm, hoặc nói là gì? Gấp 300 lần chi tiêu của chúng ta một tháng, thì nó gọi là chúng ta đã đạt tới một độ tự do tài chính. Bởi vì sao? Mọi người có biết đâu ra con số mà Đức chia sẻ cho mọi người là con số 25 hoặc con số 300 không? 300 thì thật ra nó là cái chi tiêu một tháng nhân ở 12 và nhân 25 thôi. 25 thì nó dựa trên là gì? Công thức 4%. Tức là một tháng chúng ta lấy được, chúng ta lấy từ trong cái một năm đó, chúng ta lấy được 4% từ trong tài sản của chúng ta ra để chúng ta sử dụng. Với một cái giả thuyết đó là gì? Cái tài sản đó nó sinh lợi cho chúng ta một năm phải trên 4%, có thể là 6-8% gì đó. Rồi chúng ta lấy 4% ra thì cái tài sản chúng ta vẫn phát triển và chúng ta vẫn có tiếp tục cái nguồn thu nhập này. Nhưng mà nếu mà chúng ta tính thử á, thì mọi người, ví dụ mọi người ở đây nhẩm tính thử, ví dụ Đức đi, Đức chi tiêu một tháng của mình hết khoảng chừng 20 triệu, như vậy thì con số tự do tài chính của mình là sẽ là bao nhiêu? Khoảng thôi nha, bởi vì nó chưa chắc nó chính xác, thì chúng ta khoảng tính roughly là nếu một tháng là 20 triệu thì chúng ta cần khoảng một cái tài sản đâu đó khoảng chừng 6 tỷ, tức là chúng ta nhân 300 lần lên để mà nó ra được cái con số tự do tài chính này của mình. 6 tỷ mà chúng ta gửi tiết kiệm đi, ở tiết kiệm một năm chúng ta được 6%, thì 6 tỷ này chúng ta ra được bao nhiêu tiền? 6 tỷ phải là chúng ta ra được 360 triệu không? 360 triệu. Vậy thì chúng ta chia cho 12 tháng thôi. Thì cái đó là một cái con số đã roughly vậy. Như vậy thì mọi người sẽ nghĩ rằng ok, vậy thì con số 6 tỷ là một chuyện. Nhưng bên cạnh đó, hàng năm chúng ta còn có lạm phát nữa, đúng không ạ? Hàng năm lạm phát nếu mà thần xác tính thật ra cũng khoảng 10%. Nên con số này khi chúng ta tích lũy ra, mà đâu phải là nói chuyện là một tháng chúng ta có 30 triệu thì chúng ta ngay lập tức chúng ta tích lũy ra liền 200 tháng để chúng ta ra được số 6 tỷ đâu, đúng không ạ? Bởi vì nếu mà chúng ta thu nhập 30 triệu thì cái tiền chúng ta còn phải làm rất nhiều thứ. Vậy thì cái tiết kiệm này chắc giỏi lắm á, thì chúng ta tiết kiệm đâu đó là khoảng được 5-10 triệu. Chưa kể lâu lâu nó có một biến cố lớn gì đó xảy ra, chúng ta phải xài tiền. Cho nên là thông thường khi mọi người tính con số tự do tài chính của mình và bù đắp cả lạm phát vô nữa, và nhớ rằng là lạm phát nó phải có hai phần lạm phát, đó là lạm phát trong suốt quá trình chúng ta tích lũy và lạm phát trong quá trình chúng ta rút ra. Cho nên là có rất nhiều chuyên gia khi mà phát á, chúng ta chỉ tính có lạm phát quá trình chúng ta tích lũy thôi, mà chúng ta không tính cái lạm phát trong quá trình chúng ta rút ra chúng ta sử dụng, tức là phải tính cả cái đó nha. Thì thông thường nếu một người gọi là mình tính á, thì mọi người sẽ thấy là gì? Chúng ta mất đâu đó khoảng chừng 30-35 năm, 40 năm, chúng ta may ra chúng ta đạt được con số tự do tài chính này. Như vậy thì nó sẽ phát sinh ra một cái điều gì? Đó là những chuyên gia tài chính sẽ dạy chúng ta rằng là chúng ta ở trong thời trẻ, chúng ta phải cố gắng tiết kiệm tối đa có thể. Ăn uống là mọi thứ phải thực sự là chúng ta phải tiết kiệm, chúng ta phải đảm bạc mọi thứ lên. Hãy kiệt sĩ càng tốt, và hãy nỗ lực lên, làm việc nhiều lên để gia tăng thu nhập lên, và cầm bao nhiêu tiền đó đầu tư như điên vậy.
và bớt đi những trò ăn chơi, đừng có ăn uống cà phê, đừng có đi chơi, đừng có làm mọi thứ nữa, để làm gì? Chúng ta hướng tự do tài chính. Vậy thì cái vấn đề tiếp cận tự do tài chính này là có đúng không? Vậy thì phát hiện ra là đồng ý rằng là có thể là năm chúng ta 55, 60 tuổi, 65 tuổi chúng ta tự do tài chính. Nhưng mà tự do tài chính lúc đó nó có ý nghĩa gì nữa hay không? Thứ nhất, khi chúng ta đạt được tự do tài chính ở cái năm khoảng 60 tuổi, nếu mà trong người chúng ta chỉ cần có một cái bệnh nào đó thôi, thì tất cả những số tiền, mọi thứ chúng ta không có sức khỏe nữa, thì cái tiền chúng ta nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hoặc thứ hai, chúng ta có tự do tài chính nhưng mà lúc đó những người yêu thương nhất của chúng ta, đó là cha, là mẹ của mình, hoặc những người mà chúng ta rất là muốn là chúng ta khi có tiền để chúng ta giúp cho họ, chúng ta có thể mang lại gọi là báo hiếu hay gì đó cho họ, lúc đó họ không còn nữa, chúng ta không còn cơ hội. Nhưng mà một cái thứ ba, đó là một cái mâu thuẫn cực kỳ lớn, đó là cái việc mà chúng ta cực kỳ là tiết kiệm, dè sẻn, mà chúng ta phải cày cuốc rất là nhiều, và chúng ta hình thành cái thói quen đó, chúng ta hình thành và chúng ta củng cố thói quen đó trong vòng 30 đến 35 năm. Và chúng ta nói rằng là khi tự do tài chính chúng ta sẽ hạnh phúc, khi tự do tài chính chúng ta sẽ sống một cuộc đời thoải mái nhất. Bởi vì khi chúng ta tự do tài chính là chúng ta được cái gì? Chúng ta tự do tài chính là chúng ta được quyền làm những thứ mà chúng ta thích và không làm những thứ chúng ta không thích. Nhưng mà ở cái độ tuổi đó nó có ý nghĩa gì nữa hay không? Nhưng cái vấn đề là chúng ta hình thành một cái thói quen 35 năm, sau đó chúng ta sống cần kiệm trong 35 năm, xong năm thứ 36 chúng ta sẽ happy, chúng ta sẽ hạnh phúc, chúng ta sẽ tận hưởng, có chuyện nó xảy ra mọi người. Làm sao có được? Đó là lý do tại sao mà có rất nhiều người mà chúng ta hay nhìn đó. Trời ơi, sao cái ông đó, ui trời ơi cái bà đó, họ giàu vậy mà sao họ keo bo kiệt sĩ quá vậy mày? Bởi vì họ keo bo, họ kiệt sĩ nên họ mới giàu. Cho nên là khi họ giàu thì cái chuyện keo bo kiệt sĩ đó là cái thứ giúp họ giàu á, nó ăn vào trong xương tủy của họ rồi, cái thói quen nó hình thành như vậy rồi. Lúc nãy mình đã học về cái cách mà các neuron hoạt động với nhau đúng không? Cái liên kết, cái cầu các neuron nó liên kết với nhau, và chúng ta lặp lại cái hành động đó càng lâu bao nhiêu thì cái liên kết nó càng vững chắc bao nhiêu. Mà khi nó càng vững chắc thì nó càng khó phá vỡ đi bấy nhiêu. Và khi chúng ta phá vỡ nó tạo ra những cảm xúc, những thứ cực kỳ là tiêu cực trong cơ thể chúng ta, nên gần như không phá vỡ được. Vậy thì một cái thói quen, ví dụ chúng ta hút thuốc trong 30 năm, năm thứ 31 chúng ta bỏ thuốc dễ không? Khó, khó lắm. Vậy thì chúng ta có cái lối sống nó tiêu cực như vậy trong 30 năm để năm thứ 31 chúng ta hạnh phúc có không? Không. Như vậy thì cách tiếp cận tự do tài chính này nó có gì đó nó không đúng. Cách tiếp cận mà chúng ta phải làm sao chúng ta cày cuốc mà thứ ra để được ra tài sản nó không đúng. Vậy cách tiếp cận thứ hai là gì? Đơn giản thôi, xài ít đi, chúng ta sống như một thầy tu vậy. Đó là cái phương pháp là cái gì? Minimalist. Cái phương pháp của bắt đầu của những người bạn trẻ ở Nhật, sống tối giản. Sống tối giản nhất có thể. Chúng ta không ăn, có là ăn uống thật là tiết kiệm, thật là đạm bạc. Chúng ta không giao du, không bạn bè nào mọi thứ. Nhưng mà thật ra chúng ta có sống được kiểu đó không? Có một vài người có thể sống được như vậy. Một vài người họ thấy cái niềm vui tiết kiệm mọi thứ là tuyệt vời. Nhưng mà phần lớn chúng ta cảm thấy là gì? Cái thời gian của tuổi trẻ của mình, cái sinh khí, sinh lực của tuổi trẻ, cái niềm vui của mình, chúng ta không nên bỏ qua những cái đó. Và nhất là gì? Những mối quan hệ của chúng ta nữa. Chúng ta sống keo bo kiệt sĩ đó thì dần dần chúng ta bị đánh mất hết tất cả những mối quan hệ của mình chứ, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta đánh mất hết tất mối quan hệ thì thực sự cái chúng ta, con người nó là sản phẩm của xã hội. Mà khi chúng ta không có những người ở xung quanh, ở trong xã hội, trong một cái kết nối liên kết của mình, thì liệu cuộc sống mình nó thực sự có ý nghĩa gì nữa không? Sống như một thầy tu này nó cũng là cái gì đó nó quá khó, mà nó chỉ dành cho một số rất ít người thôi. Vậy thì có một cái nữa, đó là các bạn lựa chọn phương pháp nào, đó là phương pháp YOLO. Phương pháp YOLO có nghĩa là gì? Phương pháp YOLO là You Only Live One, tức là tao chỉ sống một lần trên đời. Thật ra là gì? Câu đó phải là You Only Die One, YOLO, tức là mình chỉ chết một lần thôi, còn đã mình sống mỗi ngày mà. Nhưng mà cái cách sống YOLO đó là gì? Mình có bao nhiêu, mình xào bấy nhiêu. Bởi vì cái cuộc sống, cái trải nghiệm giống như là ở đây mới hiện tại mới là thứ quan trọng mà. Nhưng mà khi mình làm cái đó, nếu mình YOLO được cả đời á thì tuyệt vời, Đức cũng muốn YOLO. Nhưng mà ví dụ khi mà chúng ta đau ốm, khi chúng ta bệnh tật, thì chúng ta lúc đó chúng ta trở thành gánh nặng cho người khác. Hoặc đơn giản thôi, một cái nỗi đau rất là kinh khủng, đó là khi người thân của chúng ta, là ba, là mẹ, là anh, là chị, là em, là vợ chúng ta, họ lâm vào cái hoàn cảnh gì đó mà chúng ta chỉ cần giúp đỡ bằng tài chính thì họ sẽ thoát qua chuyện đó. Nhưng mà bởi chúng ta YOLO, có nhiều tiền chúng ta xài hết rồi, lấy ra chúng ta giúp đỡ được. Vậy thì khi mà chúng ta nhìn thấy cái vấn đề là gì, chúng ta nhìn thấy chuyện đó xảy ra, chúng ta nhìn thấy những nỗi đau đó, nhưng mà mình bất lực, và cái nỗi đau bất lực đó nó kinh khủng lắm. Vậy thì rõ ràng chúng ta phải tiếp cận theo một cách khác. Cho nên Đức hay nói là trên cái hành trình, ví dụ khi hành trình làm giàu của mình
mà mình không tìm thấy niềm vui cho hành trình làm giàu, thì Đức có thể khẳng định với mọi người đó là khi chúng ta giàu, chúng ta sẽ không bao giờ có vui. Đơn giản vậy. Mọi người đi leo núi, chân suốt cái hành trình mình leo núi đó, mọi người cảm thấy nó là cực hình. Mọi người hy sinh, mọi người phải cố gắng mình leo núi để mình tin rằng là khi lên tới đỉnh núi mình sẽ hạnh phúc. Chuyện đó xảy ra gần như là không thể. Vậy thì chúng ta có cách nào để chúng ta tiếp cận được tự do tài chính không? Thật ra là chúng ta có thể lật ngược nó một xíu. Chúng ta hiểu rằng tự do tài chính nó chưa bao giờ là đích đến ở trong tài chính cá nhân cả. Chưa bao giờ. Tự do tài chính nó cũng chỉ là phương tiện mà thôi. Tức là phương tiện, ở cái phương tiện đó thì chúng ta được quyền tự do làm những gì chúng ta thích, và chúng ta được quyền tự do không làm những gì chúng ta không thích. Vậy thì chúng ta hãy nghe kỹ câu đó và chúng ta xác định lại. Vậy thì khi chúng ta tự do tài chính rồi, liệu chúng ta có nghĩ giống như bây giờ không, rằng là chúng ta sẽ không đi làm việc bất cứ việc gì nữa? Liệu chúng ta tự do, nếu ngày mai tự nhiên đùng một phát chúng ta trúng số 50 tỷ, chúng ta bỏ việc ngay lập tức và chúng ta đi ra những thứ chúng ta mơ ước ngoài kia. Chúng ta ra biển, chúng ta tắm biển, chúng ta uống dừa, chúng ta đi du lịch nổ quanh năm suốt tháng mọi thứ. Mọi người thực sự làm được điều đó hay không? Có ai đây mà mình đã từng nghĩ block leave, tức là nghĩ gap year ban đầu mình tưởng nó vui đó. Nhưng mà chỉ cần 2-3 tháng thôi, chúng ta bắt đầu chúng ta thấy chán chường. 2-3 tháng thôi chúng ta thấy là mình quá rảnh đi. Và khi rảnh, cái người chúng ta nó rất là ì. Và khi rảnh chúng ta phát hiện là bạn bè nó phải lúc nào nó cũng chơi. Và khi đó chúng ta phát hiện ra, thật ra khi mà chúng ta thiếu tiền thì chúng ta mới thấy là gì? Chúng ta đi làm chỉ vì tiền. Nhưng mà hóa ra cái công việc của chúng ta nó mang lại rất nhiều giá trị khác ngoài tiền. Công việc nó mang lại chúng ta sự phát triển, chúng ta mang lại chúng ta sự học hỏi, cơ hội được cống hiến, chúng ta được thử thách của mình, chúng ta có những cái mối quan hệ và thứ. Công việc nó có rất nhiều vai trò. Nhưng mà bởi vì khi chúng ta thiếu tiền cho nên chúng ta chỉ quan tâm tới cái vai trò là tiền. Nhưng mà khi bắt đầu chúng ta có đủ tiền rồi, cái giai đoạn của chúng ta có đủ tiền, chúng ta tự do tài chính đó, chúng ta sẽ biết rằng là gì? Chúng ta vẫn cần một công việc. Khi chúng ta cần một công việc, để cái công việc đó nó giúp cho chúng ta rất nhiều mặt ở trong cuộc sống này. Cái nó khác nhau một người có việc ở trước khi tự do tài chính và sau khi tự do tài chính là gì? Đó là trước khi tự do tài chính, cái lựa chọn công việc của chúng ta luôn luôn phải ưu tiên về gì? Ưu tiên về thu nhập. Vì thu nhập là cái thứ chúng ta cần. Nhưng mà sau khi tự do tài chính, cái thứ thực sự chúng ta quan tâm đó là công việc nó mang lại giá trị gì cho mình và mình có thể phát triển gì với nó. Và khi chúng ta có ở cái trạng thái, nhưng mà thực ra một cái oái âm là gì? Khi chúng ta ở trong cái trạng thái chúng ta làm việc không vì tiền thì chúng ta lại càng dễ dàng làm ra tiền. Bởi vì khi đó chúng ta làm việc hết đam mê và hiệu quả của mình. Và chúng ta làm những thứ mà chúng ta thích và những thứ chúng ta đam mê chắc chắn sẽ ra tiền. Cho nên ở trong tài chính cá nhân nó có một cái thứ nó hơi nghịch lý. Đó là khi chúng ta càng ít cần tiền bao nhiêu thì chúng ta càng dễ làm ra tiền bấy nhiêu. Cho chúng ta càng ít bị lệ thuộc bởi tiền thì chúng ta càng dễ làm ra tiền. Vậy thì chúng ta nhìn cái đáp án đó là gì? Chúng ta muốn được quyền tự do làm những thứ chúng ta thích và tự do không làm những thứ chúng ta không thích. Vậy thì quay ngược trở lại cái công việc hiện tại mình đang làm nè. Có cách nào mình chưa có được bằng 300 lần cái số tiền mà chúng ta cần tiêu dùng một tháng mà chúng ta vẫn có thể đạt được hai cái lúc nãy Đức nói không? Đó là chúng ta làm những thứ mà chúng ta thích và không làm những thứ chúng ta không thích. Và chúng ta thử hình dung ra thử xem là nếu một ngày tự do tài chính, sau khi chúng ta đã đi du lịch, chúng ta đã mua hết tất cả những thứ chúng ta muốn rồi, thì một ngày của chúng ta trông ra sao? Tức là một ngày gọi là hoàn hảo nhất của chúng ta trông nó ra sao? Thì mọi người viết nó ra. Và sau đó mọi người viết một cái ngày hiện tại bình thường của mình ra và mọi người thử so sánh hai cái ngày đó. Thì hóa ra mọi người sẽ phát hiện ra là gì? Hai cái ngày đó nó không chênh lệch nhau là nhiều. Nó khoảng đâu đó 70-60. Tức là chúng ta chỉ cần điều chỉnh lại một xíu về tư duy, về cách tiếp cận, về cách suy nghĩ của chúng ta ở đây. Bởi vì chúng ta gì? Ở đây chúng ta khi chúng ta thiếu tiền thì mọi thứ chúng ta nghĩ là tiền. Và thật ra có rất nhiều cách mà chúng ta đã đạt được cái ở phía sau của tự do tài chính mà không nhất thiết. Nhưng mà khi chúng ta tiếp cận theo kiểu này, chúng ta làm những cái việc mà chúng ta thích, làm những việc chúng ta đam mê, mà không phải một phát là chúng ta nhảy công việc ra kiểu đó. Nhưng mà chúng ta làm tay trái tay phải, hoặc chúng ta có những chuyển giao dần dần, chúng ta học hỏi trong suốt quá trình đó, thì chúng ta phát hiện ra là chúng ta đạt tới tự do tài chính. Cái số lúc nãy Đức nói đó là một cái tài sản lúc nãy khoảng chừng 300 lần đó, hoặc 400 lần hoặc 500 lần gì đó. Nó đến nhanh hơn chúng ta tưởng. Nó đến nhanh hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Nên là, cho nên là khi chúng ta hiểu về cái cách mà cơ thể chúng ta, cái bộ não của chúng ta nó tư duy, nó suy nghĩ, nó hành động và những cái vòng lặp trong cơ thể chúng ta, thì đôi khi những cái đáp án trong tài chính
nó dễ hơn rất nhiều. Cho nên là cái mà để mà chúng ta có thể mua được cái gì, bán được cái gì, là thật ra mấy cái đó có rất nhiều chuyên gia họ thì giúp đỡ, họ hỗ trợ cho mình. Nhưng cái vấn đề là gì? Tất cả những cái mà ở bên ngoài kia, những sản phẩm tài chính, bản thân nó chỉ là sản phẩm tài chính, nó chưa bao giờ là giải pháp của mình cả, nhớ giúp Đức. Bởi vì rất bị qua marketing, bị qua truyền thông, qua sale, người ta lăng xê nó lên đó là những giải pháp tài chính, nhưng không phải. Nếu nó là giải pháp tài chính thì tất cả mọi người đã tiếp cận được nó, tất cả mọi người đã quyết tài chính hết cả rồi. Nó chỉ là công cụ mà thôi. Còn khi chúng ta biết cách sử dụng công cụ đó một cách hiệu quả vào trong cuộc sống của mình, vào trong bối cảnh của mình, thì lúc đó cái công cụ nó phát huy của nó ra để nó trở thành giải pháp tài chính của mình. Cho nên đừng bao giờ thần thánh hóa những cái sản phẩm tài chính hay là những cơ hội tài chính đó. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Đó là năng lực của bản thân của mình. Và một trong những cái năng lực đó, đó là gì? Năng lực hành động. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu được bản thân của mình. Thì hy vọng là đó là một vài cái điều mà Đức chia sẻ của ngày hôm nay đó. Thì nếu mọi người cảm thấy thú vị thì mọi người để lại có thể subscribe, có thể like. Nếu mà những thông tin này nó mang lại cái giá trị gì đó cho mình, hoặc là có thể chia sẻ với những người khác của mình. Thì trong lần sắp tới, Đức sẽ chia sẻ cho mọi người cái chiến lược từng bước mà Đức ở trong cái ngành đào tạo sâu của mình về có tài chính, Đức sử dụng cho chính bản thân của Đức, dành cho những khách hàng mà họ có những kết quả thực sự. Và cái đó là trải qua rất nhiều cái mồ hôi nước mắt. Đức sẽ chia sẻ cho mọi người là từng bước cụ thể rõ ràng để mà mình vượt qua những cái thói quen, những cái kiểu hình, những cái trì trệ của mình, để mà mình có thể đạt từng bước, mình an vui trên con đường đó và đạt được những cái mục tiêu của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu chương trình đã mang lại giá trị gì đó cho mình, hãy like và chia sẻ chương trình đến cho bạn bè và người thân của mình. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn.